những con số tổng kết từ cuộc thi đã cho thấy các thí sinh The Bestseller lần 3 không những tạo ra được doanh số bán hàng cao mà còn thể hiện được thế mạnh kỹ năng liên hệ đối tác. Với trên 50 đối tác là các doanh nghiệp lớn nhỏ khác nhau, đó cũng là kỷ lục mới đã được tạo nên từ The Bestseller lần 3. Cuộc thi The Bestseller là cuộc thi thông qua các hoạt động bán hàng thực tế. Thông qua cuộc thi này, các thí sinh đã có cơ hội nâng cao các kỹ năng như sau: kỹ năng giao tiếp với khách hàng online và khách hàng offline, kỹ năng đàm phán thông qua việc đàm phán và thỏa thuận hợp đồng với đối tác, kỹ năng làm việc nhóm thông qua các hoạt động được tổ chức bán hàng tại hội chợ, khu công nghiệp, khu chế xuất, ký túc xá, kỹ năng phân tích và đánh giá sản phẩm, kỹ năng marketing online, kỹ năng xử lý đơn hàng, kỹ năng lập báo cáo, kỹ năng hoạch định kế hoạch bán hàng cả online và offline. Qua các bài viết thu hoạch từ chính thí sinh, ban tổ chức đã nhận thấy các thí sinh đã thực sự thay đổi nhiều về nhận thức, trưởng thành hơn trong mọi việc từ tác